Nhậm Gia Luân làm fan thất vọng toàn tập ở phim Đóng Với Bạch Lộc, vừa nhút nhát vừa thiếu cả phản ứng couple. Trái với kỳ vọng ban đầu, trailer Một Đời Một Kiếp do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính lại nhận về nhiều lời chê bai. Vào ngày 11 tháng 5, bộ phim Một Đời Một Kiếp do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính đã thông trailer. Khác xa với kỳ vọng ban đầu, phim gây thất vọng vì tạo hình và khí chất của cặp đôi chính không liên quan đến nguyên tác. Châu Sinh Thần của Nhậm Gia Luân được miêu tả là một người trầm tĩnh, cứng rắn. Thời nghi Bạch Lộc lại là mỹ nhân hiếm thấy với gương mặt đẹp như tranh vẽ. Theo nhiều fan nguyên tác, cả hai diễn viên đều không diễn ra được nhân vật của mình. Chưa kể tương tác giữa cặp đôi còn hơi gượng gạo, các cảnh tình cảm cũng không đáng chú ý. Không chỉ Bạch Lộc, Nhậm Gia Luân cũng bị chê rất nhiều. Một số bình luận của cư dân mạng: theo trailer, cả nam chính và nữ chính đều nhìn không ra nguyên tác, đặc biệt là nam chính. Có thiện cảm với cả hai, nhưng thực sự không hợp với nguyên tác đâu. Quá khác với miêu tả của các tác giả, ai đọc rồi sẽ biết. Nam chính miêu tả ngoại hình bình thường, có phong cách tri thức. Nữ chính được tả là tuyệt phẩm tạo hóa, gương mặt tinh tế như vẽ, không khiếm khuyết. Xem trailer không liên quan đến mức này, làm đứa fan chuyện như mình có chút không chấp nhận được. Nam chính nhìn non nớt quá, môi và mắt đều baby, trong khi nguyên tác cậu chủ dòng chính Châu Sinh phải cứng rắn. Nữ chính được nam phần mỹ nhân cốt của thời nghi, nhưng bị thiếu nét cổ điển và bảo thủ như nguyên tác. Chất là đơn diễn hay hay dở, thì riêng khoản nhân vật đã không ổn, được cả đôi luôn mới tài. Trailer ấn tượng mỗi nhạc nền còn lại thấy thất vọng thực sự. Vốn từ đầu mình đã thấy Bạch Lộc không phù hợp với hình tượng nữ chính rồi, cảm giác bạn này hợp vai phụ là cô em gái của Châu Sinh Thần trong phim hơn. Nhậm Gia Luân thì đúng là tạo hình hiện đại trông chán thực sự, chưa kể hình tượng Châu Sinh Thần của ảnh trông cứ nhút nhát, sao sao chứ không như Châu Sinh Thần trong truyện. Nói chung qua trailer đầu thấy hụt hẫng quá luôn. Một Đời Một Kiếp xoay quanh chuyện tình tiền kiếp diễn viên nổi tiếng thời nghi Bạch Lộc và phó giáo sư hóa học từ nước ngoài trở về Châu Sinh Thần Nhậm Gia Luân. Họ vốn có duyên từ kiếp trước ở thời cổ đại, đến kiếp này chỉ còn thời nghi nhớ Châu Sinh Thần là ai, còn chàng thì đã quên nàng. Để có được trái tim người mình yêu, thời nghi đã dùng chính tình cảm chân thành để chinh phục Châu Sinh Thần một lần nữa. Một Đời Một Kiếp hiện chưa có lịch phát sóng chính thức. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVLOG. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!